Năm ơi. Năm ơi. Ơi. Đi bộ tàn tàn ra phía trước kiếm ly cà phê uống à? Ủa, chứ không muốn đi ăn sáng hả? Hả? Không muốn đi ăn sáng hả? Em uống cà phê. Đi ra đi bộ tàn tàn nhớ cà phê Việt Nam. Đi tàn tàn ở đây có không khí nè. Ờ vậy hả? Có hương vị cà phê Việt Nam. Để em kêu vợ em coi. Kêu Nghiệp đi luôn. Nghiệp ơi. Uống vậy thì ra đây, anh tưởng là tụi em không thích uống Starbucks chứ. Có chuyện chứ, bây giờ không có cà phê Việt Nam cũng cà tao tao bán. Em thấy đồ rồi đây. Ok. Đi. Dạ cho thôi đi cho biết. Đi cho biết đi. Dạ thôi đi bộ tàn tàn có cà phê đầu đường nè. Đi bộ tàn tàn đi giữa Việt Nam mình vậy đó. Ok. Đi thể dục luôn đi. Rồi ok. Đi, vậy đi. Vậy thì em thấy đồ rồi đó phải không? Em vậy thôi được rồi. Thấy rồi Nghiệp mặc áo lạnh cho đây. Dạ em có không anh, trời ấm mát mát quá em. Không, ở ngoài cũng hơi gió thành lạnh. Có em cầm theo kìa. Ok vậy nè. Rồi vậy anh em đi. Đi. Rồi đi đi kiếm đi cà phê. Đi xuống người ta đi lên lại cái tội. Thôi gì đi uống cà phê. Năm ơi uống cà phê Năm. Không chịu uống nè. Đi cà phê ta bớt. Đi ra đi bộ tàn tàn ra trước nè. Đi bộ tàn tàn đi ra trước. Nhưng mà thôi chịu đi lắm. Chị muốn dọn dẹp bán này để trước khi mưa làm tới chứ để. Đó không? Thôi em đi nghe. Ok. Đi uống cà phê. Đi thư giãn chút. Hello, xin chào cả nhà. Đi. Đi uống cà phê đi. Chị không có đi. Thì hương vị Việt Nam bữa đây. Không, chị uống cà phê Việt Nam thôi. Đúng rồi. Được. Đi. Còn lại có cái hư đó rồi. Bye bye cả nhà. Cả nhà rồi, đi. Rồi, vợ chồng em đi bên Năm đi tàn tàn đi bộ ra đầu đường đi. Đi nghe Năm. Bye bye. Đi thư giãn cho nó lấy không khí để cho nó lành tí đẹp quá. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay chú Tám sáng sớm dậy có nhà ý là thấy trời đẹp nè. Quá chú đẹp. Chú Tám nói Năm ơi đi hai anh em đi. Hai vợ chồng với Năm đi ra ngoài đầu đường uống ly cà phê Starbucks đó các bạn. Vậy mình mời đại gia đình của mình cùng đi uống Starbucks với mấy anh em mình nha các bạn. Chạy thực sự đó. Đường xá đi đã. Cái này là đường đi bộ hả anh Năm? Ừ, cái con đường này con đường đi bộ đấy. Ở bên này là không có chỗ nào trong hẻm hết á mấy bạn. Chỗ nào cũng mặt tiền. Nhà nào cũng mặt tiền quá hết. Quá đã luôn. Nhưng mà đường cái nhà mình là được mặt tiền đôi luôn. Gọi là mặt tiền. Ta quy hoạch hết vậy đó, ta làm hết vậy đó. Rồi đi em. Dạ, yeah, đi. Ok, đi em. Đi. Đi ra kiếm đi cà phê đi, đầu đường uống đi. Rồi. Đi lâu lâu quá rồi thả bộ đủ đất hết đây. Đó, em thấy lâu lâu đi bộ ngoài đường em thấy thoải mái không? Dạ thoải mái mà trời này đẹp quá. Trời đây đẹp lắm cả nhà. Cần áo ấm. Cái khu này là bên Việt Nam mình gọi là quy hoạch ổn định đây. Quy hoạch đâu vô đó hết rồi đây. Giống như Việt Nam mình gọi là tái định cư đây. Tái định cư Việt Nam mình nó khác. Liên kề, còn đây tái định cư biệt thự. Đúng rồi. Cái này là khu liên kề khu biệt thự nhưng mà nó làm đường xá nó vẫn là. Ở nhà mình đi ra ngay quán cà phê Tabas thì nó cỡ chừng nửa cây số à mấy bạn. Nên thả bộ đi rất là thoải mái. Đi tà tà vậy đó cả nhà. Đi tà tà nói chuyện. Đó chứ này, em cũng không nghĩ là em sẽ uống cà phê Tabas với anh Năm trên nước Mỹ nha. Một điều hy hữu hả anh Năm ha. Đâu có dễ gì mà được đi bộ lang thang vậy. Hả em hả? Anh cũng đâu có biết là dễ gì người Tabas đâu. Ta bắt ghiền lắm nhưng mà ở bên Việt Nam thì em ta cũng hay uống cà phê hay linh. Vậy hả? Dạ. Mình đó thì ở đây cũng ít có thời gian sáng về uống cà phê lắm các bạn. Cho nên hôm nay thấy trời đẹp nè. Thôi mấy anh em dạo và tà tà ra ngoài đầu đường đây uống đi cà phê rồi có thời gian để chia sẻ với đại gia đình mình trong kênh vậy đó cho nó vui. Vừa đi vừa thư giãn bữa chứ nếu mà mình cứ thì anh em mình cũng tranh thủ thời gian. Anh thấy bây giờ lá cây bây giờ đang rụng nè. Đang rụng. Thấy chưa? Để anh view cho cả nhà thấy nè. Lá cây bây giờ nó đang rụng từ từ nhưng mà nó cũng chưa có vàng lá ra đâu cả nhà. Cây nó ngủ á. Nó nói gì đó. Chừng vài tháng nữa lâu lâu nó rụng hết ha anh Năm ha. Đúng rồi em. Khác quá em ạ. Mỗi nơi nó khác cái kiểu cách đồ nhà cửa rồi người ta làm ở đây nó cũng khác. Khác cái Việt Nam mình. Nó giống nhau đi Năm ơi, em lạc cái đường nào cũng giống như nào hết. Quá đẹp nhà cửa quá đẹp. Không có cao tầng. Không có cao tầng. Tương đi hơn rồi. Những cái khu như ở mình ở Biên Hòa, những cái khu biệt thự thì khu Biên Hòa mình á, chú khu nhà mình á.
cũng đẹp, làm không có sai cái tính toán, không có chừa cái đường lối đi bộ. À anh Năm, chút mình build, mình thiêu cái cống á cho cả nhà mình thấy cái cống ở nước ngoài người ta làm nó ra sao. Ở vậy đó hả? Thứ vì ở Việt Nam em biết sao không? Trên cái mặt cống á là nó bằng đan gọi là bằng đan xi măng. Mà cả nhà biết không, mình qua đây mình ngưỡng mộ là cái con đường ai làm gì làm, nhưng mà cái miệng cống là bằng sắt, mà sắt dày như vậy nè các bạn. Nó rất là vĩ mô, gọi là vĩ mô đó, là 100 năm, 200 năm đường cống vẫn không có bị gọi là bị nghẹt nước á các bạn. Mà đường cống anh... mọi chỗ mọi nơi phải không? Đường cống là em thấy là làm hay lắm, nên anh phải review cái đường cống cho cả nhà không, mình biết. Thì đây nè, nói là tới rồi đó. Thôi em, Việt Nam mình xưa cũng vậy, Sài Gòn mình cũng vậy thôi. Nhưng mà anh biết cái cống mình ở Việt Nam đây các bạn. Đây. Cái này hay lắm. Cũng giống ở Việt Nam mình hồi xưa. Hay thôi. Lắm. Đó, mà cái lỗ cống rất là to. To rất là to các bạn. To lắm. Ủa cái này mà em cũng nói anh view luôn đó. Cho cả nhà cái đường biết. Thoát nước của người ta đây. Nó dày lắm. Mà giữa đường đó, bên kia cái mọi chỗ mọi nơi vậy đó các bạn. Bên kia một cái nữa đó, để làm ba cái cống thoát nước thì làm sao mặt được. Bên này cái nè, ba cái nè, thấy chưa? Con một cái góc này là ba cái cống thoát rồi. Nước. Ba cái. Trên một con đường ba cái cống thoát nước. Có mưa có bão thì nó cũng không có. Mỹ người ta làm một lần á là con cháu á đời giờ hưởng thơ được cả vài trăm năm lần. Rồi nó mới làm lại. Giờ em thấy cái con đường nãy giờ em thấy không, cái con đường đi bộ mình nè, thẳng tốc. Đâu đó rõ ràng. Họ đã tính toán từ lâu rồi đó em. Vỉa hè cho đi bộ mà trong cái khu cái view biệt thự đàng hoàng. Thoải mái, sạch sẽ này. Việt Nam mình thì tương lai cũng sáng ngời như vậy thôi. Nhưng mà do mình quy hoạch bây giờ là đường mình không có chừa cái lối đi, vì cái diện tích đất của Việt Nam mình nó ít, rất là bị hạn chế của quỹ đất. Mình bị hạn chế cái khu công viên đi bộ nó phiêu này. Đó thì sáng này là có cái xe quét rác như vậy đó cả nhà, người ta đi trong cái khu vực này để quét. Rất là nhiệt tình. Quá đẹp. Hy vọng em ạ. Hy vọng sau này Việt Nam mình cũng được đi vậy luôn nè. Việt Nam mình thì tội, tại đất nó ít. Bên này thì đất nó nhiều thôi. Việt Nam mình phát triển cũng ok lắm. Đang trên đà phát triển lắm á Năm nghe. Đúng rồi em. Nhưng mà mình không bị ở bên này cái nào cũng thuế. Thuế các bạn biết không, Việt Nam mình thì cũng thuế. Bên này người ta thuế để mình phục vụ là như thế này nè bạn. Bây giờ chuẩn bị mình tới Starbucks đây các bạn ơi. Mình đưa các em tới Starbucks ở đây cả nhà. Tiệm Starbucks này thì nó nằm ở trong cái vùng gọi là neighborhood đó các bạn. Neighborhood gọi là trong xóm làng đó. Cho nên cái tiệm Starbucks này cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình ra đây uống cà phê rồi review cho cả nhà mình xem sơ tí các bạn. Tìm top rồi đủ tìm hết. Đây các bạn ơi, mình đến tìm Starbucks đây các bạn. Nghĩa vô order hay không? Rồi để em vô order nha. Rồi để mình coi hai đứa em order như thế nào nha các bạn. Không biết tiếng Anh nên mà vô order cà phê kìa. Ở đây thì các loại cà phê rồi đó cả nhà. Có bánh ăn sáng nè, rồi rất là đầy đủ. Nếu như các bạn thích order những cái món cà phê gì của Starbucks á, thì đều có trong này hết. Ở đây là những bánh ăn sáng nè cả nhà. Bánh ngọt rồi các bạn muốn ăn các đồ mặn mà để mà nằm sẵn ở trong đá đó, người Mỹ nhiều lúc thường ăn lạnh rồi cả nhà. Cái này gọi là sandwich đây, nhưng mà sandwich là mình ăn là thuộc về dạng mình ăn lạnh nè. Nếu ăn không quen thì các bạn thấy nó hơi bị khô, nhưng mà người Mỹ người ta ăn quen rồi thì đối với họ thì ngon.
chồng chú Tám nó tự động order được cà phê là ngon lắm đó cả nhà. He don't have to. Yeah, I tried him how to order a Starbucks today, but he did very well. Thank you, sir. Vậy đó cả nhà. À, chú Tám cũng hay. Rồi chồng chú Tám order được 3 ly cà phê Starbucks như thế này, mình cũng thách đố thử chú Tám nó có làm được không. Mà chú Tám làm được cả nhà. Chuyện đại sự. Uống cà phê mà. Mình tập cho quen các bạn. Thì lúc đi đến xứ người, đi ra nước ngoài đó, thì cái tiếng của mình thì cái ngôn ngữ nó hơi bị bất đồng. Rồi chú Tám với lại chú Tám mình cố gắng. À, qua đây chú Tám thì hay lái xe chở vợ đi mình chạy tới chạy lui rồi để mình tập cho nó quen cái tập tục ở đây đó, rồi đường xá nè, rồi tiếng nói nữa. Nhiều lúc tự động chú Tám order đồ ăn luôn chứ, phải không chú Tám? Dạ. Yeah. Ngày hôm qua anh không biết tại sao mà em không cho anh Năm đi lấy thuốc không? Sao? Nó có cái lý do là em phải tập. Phải tập. Ôi vậy hả? Tập mình nói từ từ, nói từ từ đi, người ta mình phải tập chứ, người ta nói nhanh quá là mình cứ từ từ mình nghe được, từ mình nói, nói lẹ quá. Rồi cuối cùng thấy cũng dễ phải không? Dạ, cũng dễ. Nói chậm chậm người ta hiểu được. Với lại các bạn biết đó là bây giờ cái Google rất là quan trọng. À, cái Google đó các bạn, chú Tám có một cái app đó đó, mình dịch ra tiếng Việt. Có bên nhà trợ giúp mình dịch. À, ví dụ như là các bạn biết là mình thấy cái lá thư này đó mà mình không có hiểu được đó, chụp lại tấm hình không? Bên qua bên Google dịch cho mình là trở thành một tờ giấy ra Việt Nam tiếng Việt không? Cho nên cũng đỡ mà. Google nó giúp vợ chồng em nhiều lắm á. Mà ngồi uống được cà phê vậy nè, nó thoải mái. À. Bên này thì mà em thấy ai ngủ dậy rồi người ta không chắc xe, ta chạy mất tiêu. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này thì sáng á, lúc mà người ta vô quán cà phê Starbucks thì khi mà cái ly cà phê Starbucks thì người ta cầm đi lên xe là vừa uống vừa đi và vừa công việc. Còn ai rảnh á, anh Nghĩa, anh Năm về cái chú này đang làm việc kinh tâm ở đơn. Đúng rồi. Thường thường nếu mà họ đến quán cà phê cũng vậy đó các bạn. À, ngồi đó người ta làm việc, dưỡng cà phê. À, cho nên ít có ai có thời gian rảnh, cũng như là những người đến đây là vô mua cà phê là chạy liền. À, mỗi người một công việc. Phải có cái thư giãn cà phê rồi ngồi liêu liêu rồi nó cũng sáng, nó tập hồn nó thoải mái đi. Đúng rồi em. Ở Việt Nam thì giờ có công việc buổi sáng, thì lúc em công ty rồi bận rộn thì buổi sáng sớm thì cũng phải tranh thủ được đi ăn sáng rồi đi tập thể dục. À. Xong rồi hẹn với mấy anh em bạn bè lớn tuổi rồi ngồi ngồi uống cà phê buổi sáng, ngồi góc phố nào đó, mình ngồi đó cà phê tí. Ở đây em thấy không, ăn anh sáng em về đi làm. Ở đây ăn sáng cũng vậy, em thấy là phải chạy vô trong tiệm mấy quán ăn nhanh đó nghiệp. Dạ. À, rồi bắt đầu là mình muốn mua mình ăn được các bạn. À, chứ đâu có thời gian đâu mà ngồi chỗ ăn. Cũng có. Mỗi nơi mỗi khác hả anh ạ? Khác hẳn. Ở đây sinh hoạt cuộc sống mỗi chỗ mỗi khác. Từ khí hậu cho tới cách làm, công an việc làm, tất cả gì cũng khác. Ở về Việt Nam nhiều khi em về là công việc là phải bù đầu. Ừ. Vô bắt đầu cái là mệt mỏi công việc từ sáng rồi nhiều khi luôn. Quay quần ra đường, lái xe ra đường, đi đủ kiểu. Nó mệt mỏi. Chạy từng lúc phải không? À, cái là cái ưng qua Mỹ lại, mà qua Mỹ thì một hai tháng anh nhớ Việt Nam. Qua Mỹ thì nó buồn quá. À. Qua Mỹ thì nó buồn quá đi. Nó yên tĩnh, nhưng mà là nó yên tĩnh. Nhưng mà đỡ cái là bên này đồ ăn em cũng có đồ Việt Nam mình ăn được nhiều đỡ ha. Chứ nếu mà ăn đồ Mỹ mỗi ngày sao em chịu nổi. Ờ, chịu không nổi đâu. Nó nấu nó cách nấu cũng lạc lẽo, không hiểu ăn đồ Mỹ ta ăn lạc quá. Đúng rồi, đồ Mỹ ta ăn lạc, không thì ngọt, ngọt ngọt chua chua. À. Mình Việt nhưng mà biết hồi em cũng quen. Ăn cũng mặn mà rồi. Chịu không ăn được. Thấy cũng được. Thấy, sáng nay sáng khoái lên năm. Sáng nay tại vì em biết sao, mấy ngày thì trời nó âm u rồi nó mưa hoài đó. Dạ. À, hôm nay cái trời tiết nó trong lành trở lại, cái em thấy con người nó thoải mái. Dạ, thoải mái. Thoải mái lên nè.
ở bên Mỹ thì cứ góc đường là một cái quán cà phê Starbucks cho nên ha. Với lại các bạn cũng biết đó là vợ chồng chú Tám qua đây đi chơi đó, nhưng mà cũng đỡ đi tới đi lui nhiều lần rồi đó cả nhà. Rồi mình cũng đỡ lo, là chú Tám rất là lanh, lấy xe đi đó đi đây. Chồng giỏi lắm luôn á. Khi nào mà cần gì mà đi đâu chút xíu nữa là anh em mình về rồi mình đi chơi rồi. Bây giờ là cái ngày nào em sắp đặt thì chú Tám ở nhà đi chơi với mình. Còn không thì tự động chú Tám đi chơi. Ngày mai dẫn em đi ra Canada ăn miếng sắp đi. Ok em, rồi. Anh em mình xuống đó chơi bữa ha. Qua kia em cũng chạy qua Chinatown, đi lên đường cao tốc 90-94. Vậy hả? Ừ, chạy luôn, chạy đường cao tốc 90-94. Em chạy lên mấy cái trường đại học. Mấy cái trường đại học mới mấy cái khu của gọi là bên này nó gọi là dorm á. Dorm. Vì Việt Nam gọi là ký túc xá sinh viên. Đúng rồi. Em mới chạy vô mấy khu ký túc xá. Để tìm tòi đi. Đi tìm coi thử ký sinh viên ở đây mở không? Mỗi đứa một cái căn nhà, căn hộ nhỏ và đầy đủ tiện nghi trong. Gái là gái, trai là trai. Em xâm nhập vô luôn. Vô vậy hả? Em vô luôn. Em đi với lại con bé Chính hả? Con bé Chính, bé nhỏ. Ok. Kêu bé nhỏ cho chú đi với, cái nó kêu chú đi lên đi con. Vô cho biết hả? Dẫn vô cho biết. Không ăn là mở hôm 4 hay không? Vậy hả? Giờ nào đó là vô ăn, giờ nào đó là vô ăn. Đúng rồi, không sinh viên. Nó khẽ kẹt nó hay à. Hai cái chỗ này là nằm biết không? Khi em hỏi ký túc xá sinh viên là sao? Tức là những đứa học sinh giỏi, xuất sắc mà khi mà bước vào đại học học thì cái ký túc xá sinh viên đó là đại khái nó có một số những cái doanh nghiệp, những cái nhà tài trợ đó. Đúng người rồi. Ta tài trợ cho học sinh. Nhưng mà nó tùy theo trình độ của học sinh nào nữa. Khá giỏi, giỏi rồi được học bổng rồi này cái nọ nó tùy theo. Phải giỏi được học bổng. Thì anh phải đóng một năm là 3.500 đô tiền Anh. Nhưng mà cái số 3.500 đô đó là sẽ có một cái nhà doanh nghiệp nào đó tài trợ, người ta trả lại cái số tiền 3.500 đô. Đúng rồi. Đầu năm vô là mình phải đóng. Đầu năm vô con đóng. Sau bắt đầu khoảng cỡ một tháng sau á là giả tỷ anh đi doanh nghiệp của anh. Cái vô cái nó giờ muốn cho 100% học bổng học sinh ăn. Đúng rồi. Cái bắt đầu nó lựa ra đứa học sinh giỏi nè, cái nó tính ra nó cho 100% nó khối tiền được lại cho mấy đứa đó. Dạ. Vậy đó các bạn. Có biên kịch á. Giống như là bên mình làm từ thiện á. Đúng rồi, nó vậy. Đó là những cái doanh nghiệp của người ta khuyến khích. Khuyến khích cho sinh học sinh ta nuôi học sinh đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh em mình đi tà về. Ok. Đi. Rồi đi tà về. Thôi mình đi về cả nhà. Đi về đi trên đường nói chuyện tiếp. Cái cảnh này thấy nó êm ả dễ sợ thật chứ. Qua tí coi thấy nó êm ả, thấy nó nhẹ nhàng phải không? Nhẹ nhàng mà thấy đầu á anh không biết sao lần đầu em qua em cũng bị sốc lắm. Buồn ghê luôn, nhưng mà thực tế ở lần thì thấy nó cũng quen. Thấy nó cũng dễ chịu. Những lúc nào mình căng thẳng nhất là những lúc đó mình cảm thấy mình ra đây mình cũng thoải mái, xả stress. Bởi vì mấy em biết sao, ở bên Việt Nam á mấy em có cái công việc rồi rất là bận rộn đó. Cho nên sáng mở mắt ra là vợ chồng là lo chạy điều hành cái này điều hành cái kia đúng không? Rồi qua đây thứ nhất là vừa đi chơi, nhưng mà công việc bên Việt Nam thì nó lu bu, rồi cuộc sống bên đây thì nó nhẹ nhàng, nó êm ả quá. Quá êm ả luôn. Tụi em từ một cái cuộc sống nó rất là xô bồ. Cái bắt đầu tụi em nhảy tới một chỗ nó quá là yên tĩnh. Cái bắt đầu cái tụi em đâu một hai ngày đầu tiên á tụi em thích thú lắm đúng không? Dạ. Cái một vài ngày tụi em thì những buồn. Cũng đi làm hết. Đi hết cả nhà. Hai vợ chồng mình ở nhà không à. À. Cái nó buồn mà em y như em cũng muốn thì có em muốn bay về liền á. Nhưng mà sau này qua đôi lần thì em cảm thấy nó cũng quen. Đúng rồi. Dạ, nó cũng thích quen. Hai vợ chồng chạy đi bán xăng dạo thôi. Các bạn biết sao không? Qua hôm kia chị Phượng hỏi, ủa mày làm gì mày đi bán xăng dạo? Chú làm gì chú đi bán xăng dạo? Xăng dạo ở đâu bán? Nó đem ra em mua mình xăng đầy cái em chạy đi bán xăng dạo. Hai vợ chồng mình lần đầu tiên qua đây nói chung là được có cái là bên đó chú Tám á cũng chạy xe rành á, rồi qua đây cái lại có lấy cái bằng liền, chứ không có miệng bỉ mà không có bằng là chết năm ha. Đúng rồi. Không, mà thực tế là im ả thiệt các bạn ơi, im ả lắm. Thấy ra cuộc sống nó khác hả? Nó vậy đó ha. Thấy nó lúc ngày xưa anh cũng đắng. Mới đến Mỹ anh cũng vậy, anh buồn chán lắm.
hiểu không? Anh buồn chán, anh muốn lúc nào cũng hướng về, trở về quê. Quê hương anh ha. Nhưng mà rồi cuối cùng sống hoài ở đây thì cuộc sống rồi cuối cùng anh quen. Về già thì phải về quê mình sống, nó có tuổi già nó xuống hơn chứ. Thì tất nhiên cái đó thì lúc nào cũng cái đó điều mơ ước của những người lớn tuổi em. Nhưng mà để mình tùy theo cái hoàn cảnh là tùy theo nữa, nó lúc mà nó đẩy đưa cái cuộc sống mình cũng không có nói trước được, em biết không? Nó vậy đó. Mà không. Em nghĩ cái điều tâm đắc nhất là anh em mình được uống cà phê ở nước Mỹ. Được đi bộ tà tà vậy đó chứ. Được đi bộ tà tà, được tâm sự. Cũng như anh em mình thấy không, đông anh em với nhau. Mà riết hồi thì có những ông anh lại thích qua đây chơi với anh. Nhưng những ông anh đi không được. Em thấy không? Rồi tụi em đi qua đi lại giống như là đi chơi. Nó là bình thường, nó như vậy đó. Đó là tụi em có duyên với anh. Có điều kiện để mà đi. Điều kiện rồi có duyên nữa. Anh em phải có cái duyên với nhau vậy đó. Cái này gọi là số hưởng nè. Số hưởng. Mình qua đây thì cũng có ông anh mình, thì mình cũng đỡ được về mặt là tinh thần. Rồi nhà cửa cũng ổn định. Thì cũng rất là ok. Thế cho mình cũng đỡ lo. Đi cho biết, không đi là không biết. Phải đi cho biết. Ai cũng mơ ước ấy chứ anh Năm. Chứ sao? Ai cũng mơ ước tới. Họ có một cái câu vần luôn mà. American Dream. Giấc mơ Mỹ đó. Rồi cũng có nhiều người mơ rồi giấc mơ thành hiện thực. Rồi có những người mơ rồi tá quả luôn. Mơ thành quyền mơ. Khi thành hiện thực rồi cũng tá quả ra luôn. Nói trời ơi, vẫn thà tôi ở Việt Nam tôi sướng hơn. Đúng không? Rồi có nhiều người đã ở Việt Nam, người ta qua được thì người ta lại vui mừng. Cho nên mình không có, mỗi người họ có một cái hoàn cảnh khác nhau em. Cho nên mình cũng khó nói lắm. Vậy đó cả nhà. Hôm nay ba anh em đi uống cà phê buổi sáng, rồi tản bộ trên con đường làng, rồi có thời gian tâm sự với đại gia đình của mình qua cái cuốn video chia sẻ để mọi người biết thêm về những cái cuộc sống ở đây và đời sống ở Mỹ. Trước khi mình tạm dừng video, xin gửi lời cầu chúc đến tất cả đại gia đình của mình Trung Khen một ngày mới thật là vui vẻ, đầm ấm. Các bạn nhớ yêu mến cuốn video gia đình, các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh hộ cho gia đình của Bình Huỳnh nha. Thôi xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Xin chào hết tất cả mọi người trên YouTube. Xin chào nha. Bye bye các bạn.